Taipei Vlog. À, hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi thành phố Montreal, đi cùng với cháu ngoại Atu. liếm. Rồi bây giờ là hãy cùng với lại hai vợ chồng mình đi nha. Atu. Và đây là bad boy. Bad girl, you want to see. Back to, go back. Rồi tới thành phố Montreal rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ cái thằng cháu ngoại ngồi đằng sau nó cứ ăn hẳn nó đòi lên trên mình. Rồi hồi nãy nó bò lên trên xong rồi nó làm trầy ghế rồi nó làm trầy cái áo của mình luôn các bạn. Montreal để đi tới mua đồ thì chồng mình đi mua mấy cái đồ để về đồ dùng á các bạn. Mình cũng không rành ảnh mua cái gì cho nên mình cũng không có theo ảnh luôn. Còn con chó nó cứ khó chịu, nãy giờ nó cứ đòi xuống nè. Ê, calm down. Cái này là khu ngoại ô của thành phố thôi nha các bạn, không phải là trung tâm. Rồi bây giờ là xe cộ quá chừng luôn các bạn. Ở phía trước ngay đó là có mấy cái chậu hoa người ta trồng ngoài đường vào mùa hè đó các bạn. Mùa xuân mùa hè người ta trồng hoa ngoài đường. Các bạn thấy ở bên này người ta trồng rau lan quá chừng luôn. Người ta trồng rau lan làm kiểng rồi, mình nhìn thấy mình muốn ngắt cái đọt dễ sợ luôn. Mà trồng mấy tháng như vậy thì tới cuối mùa mình nghĩ là dưới cái chậu này sẽ có những cái củ khoai lang. Nhìn đã không? Trời, tao nói thèm rau lan kinh khủng khiếp các bạn ơi. Rau lan đó, ở bên này trồng cây cảnh, người ta trồng rau lan rồi trồng các loại rau thơm rồi các bạn. Đây là cái khu vực mà rất là nhiều các cái thành phần về cư dân của các nước khác nhau đó các bạn. Đó, chứ không phải là như ở cái thành phố của mình chỉ có đa số là người Tây gốc ở Canada. Rồi các bạn ơi, bây giờ là phải dẫn con chó nó đi một vòng trong khi ông xã mình vào cái nhà kia. Rồi dẫn nó đi một vòng chứ không thôi nó đang tăng động quá à. Nó rần rần luôn các bạn, nó rần rần hồi nãy giờ tôi xe hai chồng khoảng mỗi đó. Cái đường này khá là đẹp luôn, cây xanh rợp luôn các bạn. Coi kìa nó rần rần luôn. À chứ nó tăng động dễ sợ luôn á. Chồng mình đang coi để mua cái ghế để cho mình ngồi học cho nó thoải mái. Mua đồ second hand đó các bạn. Vô trên marketplace xong. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái đường này như thế nào. Cái đường này khai hàng cây rất là đẹp. Nhà thì ở đây là dạng, ở bên này gọi là condo các bạn. Cứ hai tầng. Rồi các cái nhà nó nối liền với nhau. Tầng trên một nhà, tầng dưới một nhà nha, chứ không phải là một nhà mà có hai tầng đâu. Đó. Thậm chí là mình nghĩ cái khu này là tới ba nhà luôn á. Ba tầng, tại vì cái tầng trệt ở dưới không biết là có ai ở hay không, hay là chỉ là kho. Không, chỉ có hai tầng thôi. Khu này là khu ngoại ven ven của thành phố chứ không phải là trung tâm đâu. Đường này rất là có hai cái hàng cây xanh rất là đẹp. Đây nè, nhà cơ bản là như vậy. Ở đây thấy có hai cái ô bãi xe. Đây một số nhà. À vậy là nhà này có hai tầng các bạn à. Một số nhà thôi. Đó, một số nhà nó có hai tầng. Nếu như mà hai nhà thì trên kia nó có một số nhà nữa. Một số nơi là nó có hai nhà. Các bạn ơi, thằng cháu ngoại của mình lại quậy nữa rồi. Nó quậy nãy giờ nó cứ rần rần. Hồi nãy giờ là xe ông xã mình phải đậu ở ngoài rồi để mình đi vô siêu thị Việt để mình mua, mà nói thiệt với các bạn là đi phải chạy như giặc bởi vì là nó quậy quá cho nên phải đi ra nhanh để cho nó đi.
Thì bây giờ là đang đi trên đường tới cái lễ hội Việt, mình sẽ quay cho các bạn xem, mình không biết là ở đó có cái gì nữa. Hy vọng là có đồ ăn để ăn, chứ bây giờ là 12 giờ, à bây giờ là gần 2 giờ rồi nhưng mà chưa có ăn trưa. Mà con chó này cần nó đi bộ, chứ nó ngồi trên xe này là nó quậy. Đó thì bây giờ là gần tới rồi, thì cái lễ hội Việt đó được tổ chức ở cái sân vận động Olympic của Canada, một cái sân vận động rất là lớn luôn. Mình đang đi ngang qua một cái công viên rất là đẹp luôn, cây xanh bóng mát, và ở ngoài kia người ta đang làm cái event gì á. Thằng cháu ngoại thì vẫn rất là quậy. Hư quá à, thằng cháu ngoại ơi. Hư quá. Rồi. Thằng cháu ngoại đang đi với ông ngoại. Nó quậy quá, quậy hôm nay à. Bây giờ là hai vợ chồng mẹ đang đi bộ để vào cái sân vận động. Bạn thấy cái sân vận động đúng không? Mời cho các bạn xem. Đó, cái sân vận động Olympic của Canada đó, rất là lớn. Thì mọi người thấy phía trước mọi người đang đi vào. Đó, có người mặc áo dài nữa kìa. Trời này mặc áo dài chắc mình xỉu luôn. Nóng kinh khủng. Rồi, phía trước là đang có cái chốt kiểm dịch, kiểm tra thông tin. May quá, ai mà không có hai đủ vaccine là không được vào. Rồi các bạn ơi, đã tới cái event rồi nè. Trời ơi, rất là vất vả để mà làm cái thủ tục check in đi vào đó các bạn. Quá chừng luôn, để mình quay camera ngược lại cho các bạn xem. Các bạn ơi, đây là cái không khí chung của cái toàn lễ hội festival nè. Thì nghe vào đây thì toàn là nhạc Latin không hề chứ không phải là nhạc Việt Nam. Và cái nhạc này Me cũng không thể nào giữ được, bởi vì là sẽ bị đánh bản quyền trên cái video của Me đó. Thì các bạn hãy tham quan cái lễ hội Việt ở Montreal, Canada nha. Oh,
What is that? The beer? Some kind of beer. So it's not good? It's not good like the store we bought? No, it's not good. It's a mixed... Bánh mì không ngon các bạn ơi. Cái gì dở? Spices are not bad but not enough. Yeah, the meat is not much, huh? Yeah, the salad. Gỏi khô bò. Bon appétit. Merci. Miss, you can mix. Yeah. Can I film you? Sure. Oh, be careful, the spicy, yeah? You should mix. I'm good. You think? Yeah. Okay, let me try. Let me see. Okay. Ooh, spicy? Good. Is it good? Okay. The meat is liver? The lung. Oh yeah, the liver. Thì là bây giờ là đã ăn xong rồi đó các bạn. Thì cũng không có gì đặc biệt hết. Các món ăn không có gì ấn tượng. Chủ yếu là các cái món, ví dụ như là chả giò, rồi gỏi khô bò, rồi bánh mì. Chỉ có đơn giản là như vậy thôi. Thì ăn xong thì mình sẽ quay lại một loạt nữa. Thì bây giờ là người ta bắt đầu hát nhạc sống, nhưng mà hát nhạc Pháp lời Việt các bạn à, chứ cũng không phải là những cái bài hát truyền thống của Việt Nam luôn. Cho nên là Me cảm thấy hơi bị thất vọng. Rồi các bạn ơi, bây giờ là hai vợ chồng đã lên xe để đi về. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái tập đi lên Montreal và đến cái lễ hội Việt. Thì thật ra là cũng không có gì đặc biệt đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại vào những tập tiếp theo nha. Bye bye, bye bye. Anh đẹp trai, bye bye. Anh đẹp trai đang nhìn Google Maps cho nên thôi để anh tập trung đi các bạn. Anh đẹp trai rất là bực mình với lại thằng cháu ngoại.